Thời gian gần đây, xu hướng đi nước ngoài du lịch của người Việt Nam ngày càng tăng, cho thấy khách hàng có tâm lý sẵn sàng chi trả cho những chuyến đi, sản phẩm độc đáo. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố khiến nhiều người chọn tour nước ngoài là do giá ổn định. Em là một người khá là thích đi du lịch. Theo em có tìm hiểu gần đây thì thật sự là du lịch của trong nước về giá vé máy bay nó khá là cao. Cho nên thay vì đi du lịch trong nước thì em đang suy nghĩ đến việc đi du lịch nước ngoài. Bởi vì em cũng đã tìm hiểu giá vé máy bay thì nó cũng khá là rẻ. Và em cũng biết khá là nhiều về các tour du lịch nước ngoài. Giá nước ngoài thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn cho mình. Đợt gần đây thì du khách thường chọn các tour du lịch nước ngoài nhiều hơn. Đặc biệt là một số thị trường như gần như là Thái Lan hay là Trung Quốc. Một số tour Trung Quốc như là tour Hải Nam chẳng hạn bây giờ chỉ có 5.999.000 thôi. Vậy là nó rẻ hơn cả một tour Đà Nẵng hay là một tour Phú Quốc. Sự hấp dẫn của các sản phẩm du lịch nước ngoài đang trở nên cực kỳ sôi động để đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách. Điều này góp phần làm tăng sự quan tâm cũng như mức doanh thu của các đơn vị lữ hành so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi thấy là có những cái sản phẩm tăng trưởng đến khoảng 400%, chẳng hạn như là cái thị trường Hàn Quốc hay là những cái sản phẩm như Nhật Bản cũng đâu đó khoảng hơn 100-200%, hay là như Lào và Campuchia cũng khoảng tầm 200%, Đài Loan cũng vậy. Thế thì đấy là những cái sản phẩm mà chúng tôi thấy là gần đây thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là sắp tới đây thì nó vào cái mùa hoa anh đào của Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Đông Bắc Á. Đại diện của các đơn vị lữ hành cũng cho rằng cách làm du lịch nội địa cần có xu hướng đổi mới để giữ chân khách hàng. Các sản phẩm tour trong nước cần tạo nên nhiều sản phẩm để có thể kích thích, nâng cao chi phí của khách Việt một cách hợp lý, tạo đà phát triển bền vững du lịch nội địa.